Con gái ở lại nhà chồng làm dâu, ông bố bật khóc lúc ra về khiến ai xem cũng nghẹn lòng. Trong ngày cưới, không chỉ cô dâu hay những người mẹ xúc động nghẹn ngào, mà còn có rất nhiều ông bố, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải bật khóc khi sắp phải xa con gái. Biết bao cảm xúc dâng trào, dù biết con gái sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng người cha ấy vẫn không giấu nổi nỗi buồn. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một người cha bật khóc trong đám cưới của con gái đang thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, lúc này đám cưới được tổ chức tại nhà nam. Sau khi kết thúc buổi lễ thì bố cô dâu cùng những người thân khác bên nhà nữ có bắt tay xuôi da để nói lời tạm biệt trước khi ra về. Người cha với khuôn mặt chất phác, nước da ngầm đen ấy cố tỏ ra bình thường trước ông xuôi. Thế nhưng khi đi thêm một đoạn nữa, ông bố đã bật khóc. Bố thằng thì bố trời. Nhìn cảnh bố khóc nhưng cố che giấu để mọi người không nhìn thấy trước giây phút chia tay con gái về nhà chồng mà ai cũng nghẹn ngào xúc động. Bố bình thường mạnh mẽ, cứng rắn là thế, nhưng khi gả con gái đi đã không thể kìm được cơn xúc động của bản thân. Dẫu biết con gái tìm được bến đỗ là điều vô cùng hạnh phúc của các đấng sinh thành, thế nhưng hơn ai hết họ lại vô cùng lo lắng. Lo con gái của mình có được sống cuộc đời êm đẹp khi làm dâu nhà người, lo không biết có bị đánh đập hay cực khổ gì không. Và nhìn cảnh con gái đã bước sang trang mới, không còn quấn quýt bên cha mẹ nữa, cũng đủ làm họ phải nghẹn ngào xúc động. Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đa phần đều xúc động trước hình ảnh ông bố rơi nước mắt khi phải chia tay con gái rượu về làm dâu nhà chồng. Cảm xúc của cha buồn lắm, nhưng cha cố giấu để con vui mà ở lại làm dâu. Nhưng khi ra đến cổng đã không thể kìm nổi nữa nên đã bật khóc, nhìn mà thương bác trai ghê. Xem mà cảm động quá, mình đã có gia đình và có con. Dù lấy chồng gần nhà, có thể về thăm bố mẹ bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao trong đám cưới, mình vẫn không cầm được nước mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.